Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng không phải bất cứ ai thưa lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các con thiếu nhi rất thân mến, kính thưa cộng đoàn, ngày thứ năm thì chúng con tập cho các em thiếu nhi đọc lời Chúa. Nên là các em nó nhỏ đấy, lên trên này là phải đứng lên cái bục, mà không biết sao cái bục nó ai đẩy nó sâu quá, là cha với ông chùm kéo không nổi. Các giáo xứ thì chắc là cũng vậy thôi, xứ nào cũng vậy, lễ thiếu nhi thì cũng tập cho các con đọc. Ngày xưa cha còn nhỏ nghe, cha cũng nhỏ như chúng con này mà tới phiên được đọc sách thánh là thích vô cùng. Cứ mong chờ đến ngày để được sách thánh, mà lần đầu tiên đọc sách thánh cha vẫn còn nhớ đến ngày hôm nay. Tại vì ông thầy ông bắt đọc đi đọc lại để nó không có bị vấp á. Thuộc luôn nhá. Thuộc luôn cái câu là ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vỏ chấu gió thổi bay. Nhớ mà hồi đó ông không có hiểu lắm. Còn kẻ được Chúa thương giàu có ngủ người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Ác nhân đâu được vậy. Mình cứ nhớ cái hình ảnh là vỏ trấu gió thổi bay. Các con thiếu nhi thân mến. Sắc âm thanh nó kỳ vậy. Các con thiếu nhi rất thân mến. Nếu mà được đọc sách thánh là đấy là vinh dự nha. Ngày xưa Chúa Giêsu cũng vậy đấy. Ngài vào trong hội đường và người ta trao cho Ngài cuốn sách thánh đó, Ngài đọc lại: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi vì Chúa sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo. Và Chúa nói hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh tài quý vị vừa nghe ha. Rồi chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua với phép lạ 7 chiếc bánh và những mẩu cá nhỏ. Bây giờ hỏi tất cả quý ông bà và anh chị em này, gọi thiếu nhi này, gia đình chúng ta có 10 người, có 10 người mà chỉ có một nửa chén gạo thôi. Nửa chén gạo này không thể nấu cho 10 người ăn được. Không thể. Thế thì cái nửa chén gạo ấy chúng ta làm gì? Chúng ta hỏi đi nhỉ. Hỏi đi. Thiếu nhi đâu, cái bạn cho con heo đó. Lên đây cha hỏi. Ôn lại lời Chúa ngày hôm qua nhá. 7 chiếc bánh và những mẩu cá nhỏ. Bây giờ cha đưa ra một cái ví dụ cụ thể này. Trong nhà chúng con có 10 người mà chỉ có một nửa chén gạo thôi, mà nấu lên đâu có đủ cho 10 người ăn. Vậy thì với nửa chén gạo này thì con làm cái gì? Con xin dâng cho Chúa. Một tràng vỗ tay để chúc mừng. Cảm ơn con nha. Con ấy học theo gương em bé, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, làm sao lấy đâu ra mà cho một đám người ăn no như vậy. Chúa bảo dâng lên đây. Dâng lên đây và tất cả được ăn no. Nhưng mà thật sự chúng ta sẽ khó dâng lắm. Mình thế là chúng ta có buồn khổ. Giêsu nhà đông con quá mà có tí gạo này không biết làm sao. Cứ làm sao. Thế thì chúng ta nhớ lại lời Chúa ngày hôm qua nha. Khi chúng ta không thể lo được cho gia đình, cho đám đông, thì hãy dâng cái nhỏ nhoi ấy cho Chúa. Chúa làm phép lạ. Chúng ta có dám tin không? Dám tin không? Đó là ngày hôm qua. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói không có phải nói lạy Chúa là được vào nước trời, mà chỉ những ai thi hành thôi. Thi hành cái gì? Tức là người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn, bão táp, vẫn vững vàng vì xây trên nền đá. Vậy thì nền đá này là cái gì? Thưa, vậy ai nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành? Thế thì chúng ta hôm nay mình phải học được một cái bài học. Đó là hãy xây dựng cuộc đời của mình trên những câu lời Chúa. Xây dựng, chỉ có lời Chúa là vững bền đấy.
trời đất sẽ qua đi, hoa sẽ nở rồi tàn, con người chúng ta rồi cũng chết ngắt, không được gì hết. Chỉ có lời Chúa là tồn tại mãi mãi. Hãy tập xây dựng đời mình trên những câu lời Chúa, mà phải là câu cụ thể nghe. Bây giờ cha hỏi một con thiếu nhi nữa nghe. Rồi ai nhớ một câu lời Chúa nào đó, ai thích đi, chúng con thích câu nào lời Chúa lên đây nói cho cha nghe coi. Bài đọc thứ nhất, con có nhớ câu lời Chúa nào không? Không hả? Con trai, mấy đứa sắp xưng tổ ước lễ, con luôn hả? Rồi lên luôn. Có bạn nào không? Thật sự quý ông bà và anh chị em, đây là một kinh nghiệm mà từ thánh lễ này chúng ta phải tập đây này. Mỗi người phải tập chọn một câu lời Chúa để tập xây dựng đời mình trên câu lời Chúa đó. Mình phải tập trung thôi, chúng ta cứ ào ào rồi nó cứ qua đi. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái anh thanh niên đến gặp Chúa Giêsu đó, bảo làm sao tôi được vào nước trời? Chúa bảo tuân giữ lề luật. Anh bảo lề luật tôi giữ quá ngon rồi, từ nhỏ tuân giữ lề luật. Thế Chúa bảo bây giờ thì anh còn thiếu một điều. Tôi nói ra cái điều này, nếu anh giữ đó, anh sẽ trọn vẹn, anh sẽ có tất cả. Thế là Chúa nói một cái câu lời Chúa ra. Chúa nói cái gì? Anh bán tất cả những gì anh có cho người nghèo đi, rồi anh theo tôi, anh có thiên đàng. Thế thì anh này mặc dù là người tuân giữ lề luật, nhưng mà khi nghe lời Chúa, anh ta khó chấp nhận. Thế nhưng mà đối với tất cả chúng ta thì cũng không phải dễ dàng gì mà chúng ta chấp nhận được đâu. Nhưng mà mình cứ phải tập từ từ nha. Sau ngày hôm nay đi lễ, tất cả chúng ta phải chọn một câu lời Chúa để tập sống theo câu lời Chúa ấy. Con chia sẻ bản thân con đây. Khi con đi vô nhà dòng thì nó thật sự là con thích ca hát lắm. Đọc kinh, hát lễ là thích hát lắm. Thế là mình mới chọn bộ. Thôi cái tính mình là thích hát, thích hát, thích ca tụng lời Chúa. Thế là chọn cái câu tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Tức là con hứa với Chúa là trong mọi hoàn cảnh, dù thịnh vượng hay gian nan, khỏe mạnh hay đau ốm, lúc nào con cũng ca tụng Chúa. Thì không biết là có phải vì được như thế không mà Chúa cho con có khả năng sáng tác, mặc dù con chẳng có học hành ma răng gì. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con sáng tác nhạc ấy, thật sự con chưa có qua một cái trường lớp nào hết. Con cứ đọc lời Chúa, rồi con đại khái là đọc Kinh Chúa Thánh Thần, xong rồi đọc lời Chúa, rồi xin Chúa cho con hát. Thế là hát thôi, chứ cũng chưa chẳng có trường lớp nào cả. Nên có nhiều người hỏi là cha có phải là nhạc sĩ không? Tôi chẳng có được ăn được học gì, tôi chỉ có cầu nguyện thôi. Rồi tôi nói Chúa ơi, vì nhiều người thích hát lời Chúa lắm mà nhiều cha cũng không có hát, thì thôi nếu được thì Chúa cho con hát đi để con tập cho mọi người. Thế là hát thôi, nó rất là tự nhiên, rất là dễ. Thế thì con chọn cái câu là tình thương Chúa đời đời con ca tụng, và thầm hứa với Chúa là trong mọi hoàn cảnh con mãi mãi là ca tụng Chúa, dù có gian nan hay là thế nào. Thì thật sự cho đến ngày hôm nay thì thú thật với ông bà và anh chị em, hình như là con cũng chưa bao giờ có cái tư tưởng ngoại tình với Chúa nhé. Tức là chưa bao giờ mà con cảm thấy rằng là mình đi đường khác, hay là con đi vô nhà dòng cũng vậy. Trước bao giờ con có một cái suy nghĩ, dù là trong giấc mơ, cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình, hay là mình đi ra ngoài đời hay là gì, không có. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, để ca tụng Chúa khi thịnh vượng thì nó cũng tương đối dễ. Thế nhưng mà trong lúc đau ốm bệnh tật, trong những lúc bị ngược đãi, bị hiểu lầm, thì chúng ta cũng vẫn, đối với con cho đến lúc này thôi nha, thì con cũng nói chung là cũng chưa có phải phạm vào cái lỗi là buồn giận vì Chúa hay là thế này thế khác. Nhưng mà thường thì trong những lúc vui buồn thì con cũng hay có những cái tâm tình để mà ca tự tụng Chúa. Và có lẽ cái bài ca mà chúng ta phải ca, đây con này hỏi luôn đi, có một bài hát mà tất cả chúng ta phải hát, Chúa Giêsu dạy chúng ta đó, ngoài kinh lạy cha ra còn có một bài ca nữa. Bài ca này rất là hay, bài ca này rất là hay nhá. Hỏi thầy Huy đi, Chúa dạy chúng ta bài ca gì? Thưa cha, là con nghĩ là bài Magnificat của Đức Mẹ đã... Bài Magnificat là bài của Đức Mẹ. Đức Mẹ
Đức Mẹ được tràn đầy thánh thần và Đức Mẹ bộc phát lên một cái bài hát Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa. Chúa dạy chúng ta một bài ca rất là hay, đó là khi đám đông dân chúng đi theo Chúa nhiều ngày lũ lượt như vậy, và Chúa đi lên một ngọn núi cao và bắt đầu Ngài dạy. Có một bài ca Người đã hát trên đỉnh núi cao, phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúng ta cần phải hát được cái bài ca tám mũi phục thật.